nắm tay đầu tiên á thì em cảm giác mình đang nắm tay một cái khu gỗ. Rồi ôm anh đi nè. Ôm anh sẽ không biến em thành đàn bà. Cái lần đầu tiên của em nó phải xứng đáng. Quốc Thuận xin mời quý vị, chúng ta hãy dành tràng pháo tay cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Ôi trời ơi, chào em. Trời ơi, vui quá vậy. Thưa quý vị, chắc là chúng ta rất là dễ nhận ra đây là một gương mặt rất thân quen của chúng ta, chính là ca sĩ Hoàng Bách. Mời hai vợ chồng của Bách giới thiệu về về mình. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào khán giả trường quay cũng như khán giả truyền hình. Mình tên là Thanh Thảo. 18 tuổi. 18 tuổi, cách đây chắc cũng gần 20 năm. Wow. Công việc của Thảo hiện tại là gì? Dạ, em đang làm hoạt động là em kinh doanh nhà hàng ạ. Dạ. Rồi, mời bạn. Xin chào anh chị. Xin chào quý vị, em là Hoàng Bách, cưới vợ được 12 năm, làm bố được 11 năm, làm ca sĩ được gần 20 năm, 17, 18 năm. Bạn bắt nhiêu xuân xanh rồi nè? Dạ, 39. Nói chung tầm U40. Cái chuyện tình cảm của các bạn bắt đầu như thế nào? Lần đầu tiên mà tụi em gặp nhau là hồi đó Thảo còn làm người mẫu. Thì em làm ca sĩ, lúc đấy thì cuối năm 2003. Thì các anh các chị cũng nhớ là 2003 là Việt Nam mình đăng cai SEA Games 22 lần đầu tiên. Hầu như tất cả ca sĩ và đặc biệt là ca sĩ và người mẫu thì là tham gia diễu hành, làm một cái show chung ở nhà thi đấu Phú Thọ. Lúc đó em còn đang học đại học thì cũng có tập thể đi làm người mẫu bán chuyên nghiệp thôi. Thì trong cái SEA Games đó thì tại vì quy động rất là đông, người mẫu hạng A, hạng B, hạng C là đầy đủ hết. Cho nên là cũng làm chung một show với anh Bách. Nhưng mà chị hỏi nè, có nghĩa là em phát hiện ra Thảo trước đúng không? Em nhìn thấy em bạn tia trước đúng không? Em tia, mắt em hay tia. Mà sao em hay quá vậy? Tại vì trong bao nhiêu người mẫu như vậy mà em tia đúng vợ em. Thực ra là cứ thấy đẹp đẹp thì em tia thôi. Không, theo như lời anh nói với em á, anh lên chương trình vậy thì anh nói đẹp đẹp, nhưng mà anh bảo là trong nguyên vàng người mẫu tự nhiên nhìn đúng mặt nhỏ quê thì quê, lúa thì lúa, ở đâu ra đúng hai lúa. Tự nhiên là để ý à? Mà em là gốc ở Sài Gòn hay là ở dạ không, em là Đồng Tháp đúng lúa luôn anh. Cho nên lên vẫn còn phèn đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Thì trong cái mắt nhìn của em về cái cô gái này á, là một cô người mẫu rất là lạ so với các cô người mẫu khác. Đi qua mặt mình mà mắt nhìn rất là thẳng, mà lại có cái nét gì đó hơi ngây thơ ở trong đó. Vừa cảm giác rất là trải đời, vừa cảm giác rất ngây thơ. Nên là tự nhiên em bị cuốn vào rồi để đó thôi. Nhưng mà Thảo có để ý gì tới anh này không? Dạ không, tại không phải gu của em. Ông này hồi xưa hả, công tử lắm chị. Công tử mà tóc bồng bồng kiểu anh đang trường hồi xưa không phải gu em. Em bảo là sến nên là em không có để ý tới. Nhưng mà hồi xưa là má dặn là không có yêu trai Bắc, không có quen với lại bạn trai gì trong giới nghệ sĩ. Đã dặn rồi thì ảnh không có trong tầm ngắm là của em luôn. Có phải Bắc là người chủ động nhắn tin hẹn hò được không? Dạ có. Hồi đó cũng chẳng có cái gì khác ngoài nhắn tin cả. Mà ACNM tụi em từ khi mới thành lập là đã trải qua 1-2 năm đầu là có đi diễn vào Tết. Nhưng mà từ cái năm đó là hầu như không diễn vào Tết nữa. Thì nằm nhà chẳng biết làm gì cả. Thì bắt đầu lôi ra những cái số xxx nào đó. Mình cứ nhắn hết, tính mình quăng thôi. Mình cứ thả thôi. Em nói với vợ em luôn là từ đầu em đến cái cảm giác đó là không phải là nghiêm túc. Nhưng mà cái đợt rải thính đó thì là Thảo có dính không? Em nói thiệt thì em cũng đang nằm nhà em rảnh mà em cũng quăng lại thôi. Cho nên em thực sự là đến bây giờ cái tin nhắn đầu tiên mà nhắn gì em cũng không biết là nhắn cái gì luôn. Sau Tết em mới quê lên thì gặp nhau lần đầu. Mà anh muốn hỏi em này là trong cái thời gian đó thì là em đã có quen ai chưa? Dạ chưa. Em mới lên bắt đầu lên Sài Gòn học luôn mà anh chưa 20, quen. 21 tuổi. Dạ, chưa từng yêu ai cả. Dạ, đúng trai nước suối tinh khiết luôn. Là dạ. Em hốt không luôn. Chơi phèn chưa lọc. Không chơi phèn chưa lọc. Với cái cô, một cái cô cũng lần đầu tiên yêu này, khi cô nói lần với em là lần đầu tiên đi chơi một chàng trai thì em khủng hoảng luôn. Rối luôn, rất là khó. Em rồi em đúng nghĩ rồi. Là các bạn này làm người mẫu rồi, lúc gặp em rất là trông mặc đồ rất là sexy, rất là sành điệu. Nhưng mà nói chuyện hồi ra là ngơ không biết một cái gì cả. Em có biết miền Nam á, người ta có cái chữ lóng phèn á, em biết không? Dạ, bây giờ em biết rồi. Em biết chưa, tức là một cái luôn vậy. Dạ. Nước phèn không? Cái dạ. Con cục phèn bự vậy nè, dạ. Cái em cầm em cứ quậy quậy vậy nè, quậy một lúc cái nước nó trong vậy đó. Thì cái lần quậy đầu tiên ví dụ là nắm tay lần ví dụ vậy. Bây giờ em nói cho mọi người biết đi, em lóng phèn bà này sao? Đến cái lần nắm tay đầu tiên á thì em cảm giác mình đang nắm tay một cái khu gỗ. Ngồi đấy em chạy xe máy này. Bạn ngồi sao ạ? Đúng đây tốt luôn á. Đưa tay anh nắm cái nào. Đưa. Rồi, ôm anh đi nè. Ôm. Có thật không? Thảo có thật chứ. Như một cái robot đi từ trong hẻm ra, em đậu ở ngoài đầu hẻm, đi ra đi này.
mà em chưa bao giờ em thấy một cái cô gái tại sao lại như vậy mà đến giờ em cũng không hiểu tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy em. Có nghĩa là em vừa đi em vừa suy nghĩ, em vừa sợ hay sao? Cái mặt không có biến không, sắc. Em không sợ, tại vì em có thói quen em đi em không có nhìn ngang nhìn ngửa. Rồi cái vụ mà không không thể hiện cảm xúc nhiều. Rồi ôm anh, em là em cứ làm theo theo hiệu lệnh vậy đó hả? Có cảm xúc không? Thực ra là em thích ảnh chứ không phải là không thích. Tức là thích thì mà là mấy đi chơi riêng. Nhưng mà cái vấn đề là những cái đó mình không có chủ động, mình vẫn thấy cảm không giác ngại ngại, anh không biết cách thể hiện. Rồi đúng em rồi. Có chỉ không? Chỉ. Rồi đến bao lâu thì mới nhường nhuyễn? Nhanh lắm. Học sinh này xuất sắc, bạn này bạn rất thông minh. Tụi em mới quen nhau 1-2 tháng là em đã dắt bạn đi khắp nơi Việt Nam, em diễn ở đâu em dắt đi hết. Là cái chuyện ngủ chung với nhau là cũng bình thường. Nhưng mà em nói với Thảo luôn là anh sẽ không biến em thành đàn bà. Cho anh 1 năm đi. Cái lần đầu tiên của em nó phải xứng đáng. Và anh nghĩ là bây giờ cái tình cảm của anh nó chưa xứng đáng để cái chuyện đó xảy ra. Vậy thì đến bao lâu thì... 1 năm tròn. Sao 1 năm? Quá hay, 1 năm nó giữ được 1 năm là quá hay luôn. Thiệt, nó nghiêm túc luôn. Tại vì sao? Đã nắm tay nhau đi khắp thế gian ngay ngay lúc mà yêu nhau mà giữ được như vậy thì phải nói là... Không, đến giờ này em nghĩ em hay mà em không biết làm sao. Không biết làm sao em sống được qua 1 năm đấy. Anh kể cho bạn, anh nghe bảo nó thằng này bị điên rồi. Bạn em thì mấy thằng bạn, mấy thằng con trai bạn em nó biết em từ cái lúc mà em chưa dậy thì cơ. Biết nhau quá rồi. Lương kể ra nó bảo mày nó phét. Mày mà chị hỏi Thảo nè, sau 1 năm đó, cái đêm đó thực ra đúng là cái đêm tân hôn á, thực sự đúng nghĩa luôn, đúng không? Thì cái đêm đó là có đúng như lời anh nói với em là xứng đáng không? Dạ đúng rồi, đó mình cảm giác mà biết vậy có bồ sớm hơn rồi. Giống như hai cái mảnh ghép tìm đúng, rồi, nhau. Đúng, rồi, đúng rồi. Trước đó thì em toàn dụ cô trốn qua nhà em ngủ không mà. Tại vì thực ra là không muốn xa nhau một phút nào cả. Cả em cả bạn này đều rất mau chán. Với tất cả mọi thứ đồ đạc của mình, ví dụ xe đi 1-2 năm là bắt đầu phải đổi thôi, mặc dù nó không vấn đề gì cả, cũng phải đổi thôi. Nhà cưới nhau giờ này là 12 năm ở chắc trên 10 căn nhà. Bởi vì chán. Nhưng mà chỉ có điều là nhìn mặt nhau không thấy chán. Thì nghĩa là sau khi tụi em bắt đầu bập vào nhau đến cái ngày đầu, từ ngày đầu tiên á cho đến giờ này là nếu mà tính ra là 15 năm không có công việc đi xa hay là phải đi nước ngoài hay gì đó thì tụi em dính với nhau như sàm đến giờ này luôn. Không muốn làm việc gì cũng muốn làm chung. Như vậy có nghĩa là hai bạn sau khi lấy nhau rồi là chắc là không có tật xấu đúng không? Có. 12 năm. Cái này em nghĩ là xấu này chắc là tất cả các chị em phụ nữ đều phải chịu đựng mấy ông chồng của mình đó. Đó là bừa bãi, bừa đến mức mà khó chịu luôn á chị. Lần đầu tiên ảnh dẫn em về nhà ảnh và bước lên cái phòng của ảnh. Trời ơi, em thiệt em muốn xỉu luôn á. Bước vô cái phòng á bụi lúc từ trên xuống dưới đồ dục lung tung. Có một cái tủ vải hồi xưa chị đựng đồ vét mà còn rách te tua nữa. Trời lên phát thất vọng luôn đó. Cái phòng còn không có máy lạnh nữa chị, chỉ có một cái máy quạt nhỏ xíu cũ xì. Xong rồi em mua tivi, mua máy quạt, em bắt em đâu mua tiền em đâu chị, em khôn lắm. Em bắt là làm xong phải trích ra mua cái này sắm cái kia, mọi thứ gọn gàng sạch sẽ lại. Mà bây giờ có cải thiện không? Có cải thiện, bị cằn nhằn nhiều quá đó chị. Cái xong là mỗi lần mà vợ đi đâu về là tự động chạy dẹp cho gọn. Dạ, dẹp cho gọn lại cho bà dễ chịu. Rồi có gì nữa? Chỉ mê vợ mê con thôi đúng không? Dạ không, mê gái nữa. Gái thì ông nào không? Đúng rồi, ông em nghĩ gái ông nào ông mê. Nhưng mà mê gái thì sao cho kín kín. Chị hiểu không? Đừng có mê gái kiểu vô duyên. Năm đầu tiên quen em hả, chở bồ chạy ngoài đường mà gặp cô gái, gặp cô nào sexy á, trời nhìn muốn đụng xe luôn á. Tại vì hồi đó người ta cái đồn MBD. Em phải chứng tỏ cho bạn gái em thấy lúc đó là anh mê cỡ nào. Anh nhìn cô gái đó chứ không phải nhìn thằng bạn trai của cô gái đó đâu. Em trị cái tật mê gái của ổng bằng cách nào? Em tức lắm, mê nào em tức lắm, em khó chịu lắm. Nhưng mà càng lúc em càng nghĩ là mình nghĩ ra cái cách để cho ổng không làm mình khó chịu bằng cái tật mê gái nữa. Em thấy gái đẹp em tự chỉ trước. Đàn ông á chị, cái kiểu mà thích lén lén lúc lúc á thì kiểu như là rất là kiểu tự sướng á, thì rất là sướng. Nhưng mà một khi mà vợ mình thành một cái thằng bạn luôn. Xong á em tia em thấy gái đẹp trước em. Đẹp quá. Đúng rồi. Em là, ê đẹp quá kìa. Chỉ riết chị. Chỉ riết kiểu mà đàn ông mình ngồi lúc bách. Chán không thích nữa tại nè. Bây giờ là hết cái tật mê gái chưa? Em nghĩ chắc cũng còn hay sao hết được. Còn, tức là cái bệnh đó gọi là bệnh nan y rồi, nó hết được đâu anh, mà em nghĩ là nó giảm dần hoặc là giấu kín kín đi như thế nào đó, kiểu là kiểu bây giờ điềm đạm hơn. Còn mê cái gì hơn mê vợ? Mê đá bóng. Bóng đá đúng mê bóng đó, cái gì cũng chiều vợ, cái gì cũng chiều con, cái gì cũng ok hết, riêng mà đụng tới đá bóng, đụng tới giờ đá bóng là vứt hết. Chị có tin không? Một ngày ảnh chở em đi lấy kết quả kiểm tra tổng quát thôi mà bị kẹt xe. Vứt em xuống đường luôn. Bây giờ em xuống em đi bộ đi. Bây giờ tới giờ đá bóng anh rồi, tới giờ đá bóng mà anh không có trễ được. Ủa xong hỏi là anh đá bóng bao nhiêu? Anh đá bóng là 1 tiếng rưỡi. 1 tiếng rưỡi thì anh vô hiệp 2 đi. Anh chở em vòng đi, tự nhiên nắng chang chang, dục em xuống. Năn nỉ, không được. Vợ em xuống em đi bộ đi, anh tới giờ đá bóng rồi. Là có thể vứt tất cả mọi nơi mà khi mà đụng tới giờ, hoặc là nhờ cái gì bình thường cũng được, tới giờ ngồi coi đá bóng MU hay là Việt Nam gì là không làm một cái gì hết. Bây giờ ngoài cái đó là còn tật gì nữa không? Sợ chuột.
Hết rồi. Đồng cảm, đồng cảm. Sợ chuột không chị? Hết rồi. Sợ chuột mà ví dụ em ngồi trên xe lỡ cái con chuột từ ở dưới cống mà nó nhảy lên là đạp chiếc xe em ngồi đó lật ngửa luôn. Em lật ngửa xuống luôn. Anh về quê em, anh ăn chuột rồi em thấy là gì nữa. Như là đàn ông gì mà thấy chuột còn gọi vợ không à? Vợ bập vợ chuột vợ. Chuột à, rất là sợ. Mà em có sợ chuột không? Dạ không. Em là sinh ra ở xứ mà. Chuột mà. Dạ đúng rồi, em không có sợ chuột luôn nữa. Dạ. Đó chị. À. Chị cũng sợ chuột lắm, chị sợ lắm. Rồi tới em nó bắt. Nhiều lắm nhưng mà không, thôi, mình lỡ trao thân gửi phận rồi thì mình chịu thôi. À. Trước đây á cái gì cũng phải dạy và có cái tính tự tôn cao lắm. Hai đứa đều tính tự tôn cao nên cãi nhau hoài. Đầu tiên là người Bắc thì rất là quan trọng chuyện lời ăn tiếng nói. Thì bạn này thì bạn lại người miền Tây. Ừ. Rất là đơn giản. Nên là tụi em hay cãi nhau về chuyện đó rất là nhiều và em hay sửa. Thì đôi khi bạn hay khó chịu khi nạt lại em nữa. Nhưng mà nạt xong là sau đó lại từ tự thay đổi. Nhưng có cái tật là em ghét nhất là cãi. Hay cãi. Nghĩa là đúng sai thì chưa biết, cứ phải cãi đó. Em lại bị một cái bệnh là đúng là đúng mà sai phải là sai. Ok, kể cả là anh sẽ sửa cho em cái lỗi đấy, anh sẽ đi anh làm cái việc đấy, nhưng em phải thừa nhận là em sai đã. Đôi khi em hơi bị nguyên tắc, hơi bị cứng nhắc cái chuyện đó. Nhưng mà Thảo thì lại đối với mọi người thì rất là dễ chịu, rất là thoải mái. Nhưng mà đối với em thì đôi khi lại bị cương ngược lại. Và đến tận giờ này luôn, vẫn đôi khi vẫn trục trặc cãi nhau vì những cái chuyện là nó không chịu thừa nhận cái lỗi của mình trước. Có lãng mạn không? Bạn có thể là một người rất lãng mạn trong đầu nhưng mà không bao giờ thể hiện tình cảm ra ngoài. Nghĩa là ngày giờ quen nhau, yêu nhau, kỷ niệm cái gì là toàn là em nhớ. Cái đó người ta bác sĩ người ta khẳng định là em bị bệnh hay quên rồi mà. Rồi trong cái chuyện vợ chồng thì sao? Nói chung là nếu mà chủ động được hơn nữa thì tốt hơn. Nếu nói là trên thang điểm 10 điểm thì bây giờ cũng được 8 điểm rồi. Thôi 8 điểm rồi. Nghĩa là rất là tốt rồi nhưng em biết là cái tiềm năng của bạn ấy rất là hơn là như vậy tốt. Nữa. Dạ. Nhưng mà vẫn chưa chịu khai thác. Nhưng mà không càng ngày càng tốt rồi em nghĩ là thôi như vậy được sắp rồi. Lên làm giáo sư được rồi. Rồi bây giờ em mong muốn Thảo thay đổi điều gì? Em nghĩ bây giờ nhất là trong những cái năm nay này có rất là nhiều vấn đề về cuộc sống nó xảy ra đối với hai vợ chồng. Càng xảy ra thì em mới càng thấy là cái người thay đổi cần thay đổi nhiều nhất là em, không phải Thảo. Hóa ra là phía sau cái cô gái đó đúng như cái điều em đã kỳ vọng thì cô này cô mạnh mẽ hơn em. Cô cứng cỏi hơn em, cứng từ bên trong hơn em. Bởi vì em sống quá ý chí, quá lý trí, thành ra khi em mà gãy, em mà gục ngã thì em ngã rất là đau, rất là nặng. Còn bạn ấy như cỏ cây, bạn rất là tự nhiên cho nên là cái sức sống lại mạnh hơn em. Và em mới hiểu là cái người mà cần thư giãn hơn, cần sống một cách thoải mái, đơn giản hơn để cho cuộc đời mình đơn giản thì là em. Cuối cùng là em phải học ngược lại cô chứ không phải là cô nên học em. Nhưng mà thực ra sau 12 năm, 3 năm quen nhau và 12 năm kết hôn với nhau thì bọn em nghĩ là không phải cố gắng để thay đổi tính cách đối phương. Không nên cố gắng. Khi mà mình phù hợp đã, tức là khi hai bánh răng tìm nhau phù hợp rồi á, sau khi sống á, mình chịu khó, mình thích, mình không thích, mình trao đổi, mình chia sẻ với nhau. Không cố gắng sửa cá tính của nhau. Bởi vì chị cũng biết là người ta bảo là sinh con trời sinh tính á, mỗi người có một cái cá tính. Và vợ chồng mình tìm cái cách cố gắng mình thích nghi được với nhau. Người ta được sống với cá tính của người ta mới là điều hạnh phúc. Nên em nghĩ là hai vợ chồng em không có cố gắng thay đổi nhau mà tìm cách cho phù hợp với nhau. Mọi người hay nói là ở nhau 12 năm rồi mà lúc nào cũng quấn quýt với nhau, chuyện gì cũng share được với nhau. Bây giờ vợ chồng em như là hai người bạn. Tại vì share được với nhau nhiều thứ. Thật ra chị rất đồng quan điểm với em, chị cũng thích như vậy đó. Mà đối với cặp đôi của tụi em thì thông qua cái chương trình này rõ ràng là khán giả sẽ cảm nhận và sẽ rút ra được rất nhiều điều từ cái cặp đôi này. Có một cái điều là cuộc sống của vợ chồng em nó hơi giống với cái cuộc sống của vợ chồng chị. Và chị cũng giống như Thảo và anh Tuấn Anh cũng giống như Bách vậy đó. Cuối cùng thì là thực sự là các bạn có sửa chứ không phải là các bạn không sửa đâu. Nhưng mà nó là xuất phát từ trái tim. Đúng. Có nghĩa là vì mình yêu chồng mình quá mà mình sửa. Hoặc là vì mình yêu vợ mình quá mà mình sửa lúc nào mình không biết. Chứ không phải là mình vì cổ muốn như vậy mà tôi sửa. Hoặc là vì ảnh muốn như vậy mà tôi sửa, không phải vậy. Dạ đúng rồi. Thay mặt chương trình thì rất cảm ơn vợ chồng em đã đến đây để chia sẻ. Và hy vọng rằng là hai em sẽ mãi mãi như thế này, sẽ tự hoàn thiện và sẽ mãi mãi là cặp nắm tay nhau đi khắp thế gian đi suốt cuộc đời. Dạ cảm ơn anh chị. Cảm ơn em. Em bé sinh ra thông minh là nhờ mẹ, vóc dáng là của cha. Dụ anh này đi, có một đứa con rồi thôi mình đá cũng được, không sao. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay tiếp tục để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai em, mời hai em giới thiệu về mình. Em tên là Phạm Đức Thắng, em sinh năm 84, hiện tại thì 34 tuổi. Dạ, em sinh ở Nha Trang, Khánh Hòa. Hiện tại thì em đang làm công việc là nhân viên văn phòng thôi ạ.
Em mà em trẻ so với tuổi em dữ lắm em biết không? 34 đó đúng không? Nghe nè, em ở An Giang hả? Nhưng mà là ở quận Nha Trang. Nha Trang. Nha Trang. Tưởng nhận bà con nha. An Giang không à. Nha Trang. Mời em. Dạ, em chào chị Hồng Vân, anh Phước Thuận ạ. Em tên là Ngô Thanh Tuyền. Năm nay em 30 tuổi, ở Nha Trang và đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Tuyền và ông xã em là hai người cơ duyên nào gặp nhau? Sau khi em quen bạn trai cũ là cách đây 10 năm thì em không có muốn quen với lại các bạn khác giới nữa. Tại vì cảm thấy 10 năm là nó đã quá dài rồi nên thành không muốn tìm hiểu. Bố mẹ ở nhà thì cũng rất là sốt ruột, cũng buồn, cũng chia sẻ với lại một người bạn. Chú đó mới kêu là thôi để chú làm mai cho. Thì mẹ của anh Thắng đây thì thấy con trai mình cũng lớn tuổi rồi mà cũng không có ai để cặp kê hết thì cũng than phiền với chú. Chú nói chứ thế thì được rồi, để tôi làm mai cho. Đó. Tức là biết nhau là qua mai mối. Dạ. Dạ đúng rồi. Rồi lần đầu tiên các bạn gặp nhau thì như thế nào? Em có ấn tượng gì cô gái này không? Chú có dẫn đến nhà của vợ em á, ngồi nói chuyện thì lúc đó thì vợ em cũng bình thường lắm, nhìn không có gì gọi là đặc sắc hay gì á, không phải là gu của em luôn. Lúc đó em không ấn tượng gì hết, nhưng mà lúc sau thì đi chơi nhiều rồi từ từ rồi mình sẽ có cái, nói chung là em lúc đó là muốn lập gia đình rồi, cũng ý muốn là muốn vậy, mình cũng lớn tuổi rồi, mình muốn dừng chân rồi. Thì cứ từ từ rồi mình muốn ấy trước rồi mình tìm hiểu sau cũng được. Nhưng mà gặp cô này thì sao? Thì cũng... em thấy điều kiện là rất là hợp với mình vì là cũng gần nhà, cũng cùng quê. Không có ấn tượng gì. Còn em thì sao? Bạn thì... Em thì thấy anh này thì rất là kỳ dị. Kỳ dị dạ. Tại vì sau khi chung sống thì cũng cắt tóc cho ảnh rồi. Thì ảnh đỡ hồi trước thì ảnh tóc ảnh giống như là phim kiếm hiệp tóc đủ 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 đủ. Nhìn rất là kỳ cục. Người nhà, bố mẹ rồi cũng nói là xấu mặt thì sợ chứ xấu tóc thì mấy hồi đâu. Thì hai đứa cứ tìm hiểu nhau, đi chơi với nhau cho các bạn mùa xuân. Tụi em cũng đi chơi với nhau được năm mùng. Thì anh quay trở lại Sài Gòn làm việc, gần như là mất mối quan hệ luôn á. Có nghĩa là chỉ có nhắn tin hỏi thăm lơ nhau thôi. Khi mà em gặp bạn này là em có ý định là bây giờ phải tìm hiểu hay là bỏ cái quãng thời gian cô đơn của mình đi, tức là em có ý định đó không? Dạ không, em không có ý định gì hết, nhưng mà đến khi mà sau khi nhiều người nói, bố mẹ đều nói, mọi người trong nhà thì nói, thì em mới nghĩ ra một ý định là thời điểm đó mình làm, mình cũng kinh tế nó cũng ổn định, hay là mình chơi cái trò là single mom. Thích làm single mom. Dạ, thích là single mom. Anh này mặc tóc thì không có được ấn tượng lắm, nhưng mà nhìn thấy giống thì cũng tốt, cao ráo. Có ý định liền. Dạ, khoa học chứng minh rồi, em bé sinh ra thông minh là nhờ mẹ, vóc dáng là của cha. Dạ, thì em mới thôi bây giờ mình cứ dụ anh này đi, có một đứa con rồi thôi mình đá cũng được, không sao. Rồi, dụ anh thì hả? Em có biết ý định của bạn này vậy không? Dạ không, mà đương nhiên không biết luôn. Vậy là em dụ sao? Rồi em bây giờ cổ vũ em sao? Rủ đi chơi xong rồi có rủ đi uống bia chung nữa. Em thì tửu lượng kém lắm, em uống ít lắm, được 2-3 chai thôi. Bây giờ xong có dụ đi đâu đó không? Không, thì lúc đó là để chủ yếu là để mình có nói ra được cái gì trong người mình, ví dụ như là có cái gì, điều gì giấu kín đó thì lúc say xỉn đó thì nó sẽ dễ bị bộc lộ ra. Dạ đúng rồi, lúc em say quá thì em mệt em ngủ thôi chứ em không có, mà cuối cùng là vợ em uống nhiều hơn, xong cuối cùng là người nói nhiều là vợ em chứ không phải em. Mà nói nhiều nhưng mà bà có dụ em đi đâu không? Không, đây này hỏi vợ đi, cái kế hoạch của em làm single mom dụ ảnh là cái kế hoạch em như thế nào? Dạ thì lúc Tết đó thì từ mùng 2 cho tới mùng 7 thì cũng dụ đi nhiều chỗ lắm. Cũng dụ lên Đà Lạt, chở đi lên Đà Lạt, từ Nha Trang lên Đà Lạt thì chừng 2 tiếng rưỡi thôi. Thì chơi buổi sáng cái buổi chiều đó anh trở về. Trong đêm tối vậy á, đi mệt đến nỗi em ngủ gục trên xe luôn. Nhưng mà anh cũng kêu phải đi về nhiều, rất nhiều lần. Không chịu ở lại. Dạ, không chịu ở lại. Nếu ở lại là đêm đó chết vậy. Dạ đúng rồi. Em không đi đâu nữa, dụ đi. Dạ. Xong dụ vô khách sạn. Dạ không, khách sạn thì nó kỳ cục quá. Mình phải văn minh hơn. Phải khéo léo xíu. Nhưng mà cuối cùng thì nó cũng không văn minh luôn. Là sao? Tức nghĩa là sau khi chia tay với anh thì cái chú là Mai á, chú cũng có tâm lắm, chú mới hỏi là ủa sao hai đứa tiến triển tới đâu rồi. Xong kêu chứ dạ con thấy cũng hời hợt lắm. Xong chú mới nói một câu như thế này là thằng đó nó tốt lắm, cố gắng mà giữ nó. Dạ, giữ mối quan hệ tốt đẹp anh em thôi cũng được. Thì cái có một đợt công tác của công ty á, là từ Nha Trang vô Sài Gòn, thì em quyết định hẹn anh này tại khách sạn của em nghỉ luôn. Thì hỏi anh là anh chơi chán chưa, anh nói là anh chơi chán rồi, kêu anh có muốn có vợ không. Anh nói là anh muốn có vợ rồi. Thôi bây giờ tụi mình làm quen nhau nha. Anh kêu ok, để anh về anh nói mẹ anh là đem trầu cau sang hỏi cưới em luôn. Là ngay lúc đó là xảy ra chuyện đó luôn. Là làm luôn. Dạ là Nhưng mà có tin vui ngay không? Tức là cái lần đó là có được tin vui không? Dạ, nói chung là cái quá trình single mom là bị thất bại cho đến thất bại thảm hại luôn. Dạ, thất bại thảm hại luôn. Là bây giờ thì em đã có chưa? Dạ chưa có em bé. Các em cưới nhau bao lâu rồi? Dạ cưới nhau được 2 năm rồi. Do là kế hoạch hay sao mà chưa có em bé? Dạ chắc là chưa phải duyên. À chưa phải duyên. Thế tí là anh Bin sẽ chúc tụi em
chút xong là thế nào rồi à. Tụi em cũng có ngộ luôn. Các em là sau đó là bao lâu thì mới cưới nhau? Bắt đầu từ lúc đó cho đến lúc cưới là 10 tháng là trong trong cái năm đó, tại vì năm em tuổi Thìn, anh tuổi Tý, là cố gắng là trong năm thân là hợp để có em bé, để không cưới anh này cũng được nhưng mà em bé sẽ hợp với mẹ. Tính toán ghê không đó. Rồi sao, rồi bây giờ lấy nhau rồi sao, vui không? Lấy về thì cũng thấy có vẻ cũng hợp nhưng mà có một số điểm thì vẫn còn muốn là thay đổi nữa. Bây giờ là vậy là coi như sẵn sàng ta tiến tới luôn cái vụ tật xấu kể luôn đi rồi mong thay đổi. Và thì nói chung là vợ thì xấu cũng có một số cái như là lo xa lắm, với lại hay mê tín nữa. Nghĩa là nói chung là vợ chồng mà đụng nhau mà cứ vào cái ngày mùng 1, mùng 2 thì là không được. Trời đúng nhau mà không có người né. Nhưng mà tới ông này xong rồi có con, đúng cái năm đó hợp với mình là mình biết là cô này cô cũng mê tín cái nào rồi, đúng không? Coi như cũng né ngày lâm đồ này cái là né. Có nghĩa là cái ngày lâm trận mà cũng né nữa đúng không? Kêu là gì đó, nhưng mà cuối cùng là có cái ngày lâm trận mà đúng ngày mùng 1 luôn. Không biết, lúc đó vui quá, hai người vui quá cũng không biết luôn. Quên luôn. Rồi tật xấu gì nữa? Hay càm ràm đó anh ơi. Việc gì cũng muốn là làm ngay, mình thì cứ từ từ, cứ nói hoài thì mình cũng khó chịu trong người nữa. Cũng hay nhõng nhẽo lắm. Làm sai cái gì á, không bao giờ là xin lỗi em liền, nó nhỏ nhẹ thì mới chịu. Còn mà cứ mình cứ cương lên là cũng cương hay mình luôn. Ở nhà ai kèo trên? Giờ em à, em thì nói chung em cũng là toàn là người xin lỗi trước hay là xuống nước trước thôi. Kèo dưới có bị hay bị sai vặt, có hay bị dạ em sai vặt liên tục mà. Cứ ngồi chút thì cứ kêu anh lấy hũ muối là anh lấy hũ đường rồi tiêu rồi ạ. Cứ ngồi xuống cái rồi đứng lên, ngồi xuống cái đứng lên liên tục vậy á thì em cũng khó chịu lắm. Rồi còn gì nữa không? Hiện tại thì như đó hả? À nhõng nhẽo hay sai vặt. Dạ. Đó kèo trên đó. Đúng không? Dạ. Thế em đó kèo trên. Anh ấy có thật xấu gì không? Làm biến lắm, ở dơ nữa, nói không biết nghe lời, nóng tính. Lúc mà kể cái là cái mặt đanh lại đó, nhìn là thấy kèo dưới đó mà. Ở dơ lắm, nói không biết nghe lời. Ví dụ như câu chuyện mà nói không biết nghe lời đó là. Công việc của ảnh là chuyên làm về game nên thành ra mỗi lần có game mới hay là thì ảnh ngồi ảnh test game thì mỗi lần như vậy thì khó nhờ ảnh làm được cái chuyện gì lắm. Có còn gì nữa? Tắm thì tắm rất là lâu. Làm gì chẳng còn tắm lâu vậy ông nội? Chơi game? Em không có, em không thường có. Là có mấy ông á, mấy ông chồng á là cứ ở trong toilet cả tiếng rửa đồng hồ, tưởng sao đem game đem đồ vô chơi chồng á, chơi chồng làm như nó là cái thú vui á, nó có cái mùi làm như đánh thắng trận hay sao á. Rồi còn gì nữa không? Làm việc xong ảnh không có thích về nhà, ảnh thích ở trên công ty để kết nối tình anh em. đi nhậu đúng không? Dạ, ảnh thì ít nhậu lắm nhưng mà chơi bi lắc chung với lại mấy anh trên công ty rồi test game đói lắm rồi mới về nhà. Rồi em mong muốn chồng em thay đổi gì nè? Dạ muốn là thay vì ngồi chơi như vậy thì kiếm việc gì làm cho có thu nhập hơn để mai mốt có em bé rồi thì sẽ bớt lo về kinh tế. Với lại khi nào mà nhờ anh á mà anh không làm thì anh nói là anh bận để em không có nhờ nữa. Thì không nhờ thì em sẽ không càm ràm, anh không có nói thì nghĩ là anh chỉ ngồi chơi thôi. Rồi tới Thắng đó. Thắng mong Thắng muốn mặt buồn vậy? Em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Chung là có cái gì nói bình thường thôi chứ đừng có càm ràm rồi cứ nói lên đầu trên cổ thì mình cũng khó chịu lắm. Nói trên đầu trên cổ. Nói trên đầu trên cổ là nói nặng lắm đó, nói lên đầu cổ nó nặng lắm á. Ví dụ coi. Thì ý là càm ràm mà nói kêu là anh không làm mày rồi cái này cái kia nói nhiều lắm, nói liên tục vậy á thì mình nói chung là lùng bùng lỗ tai luôn á. Đầu thì không tóc, của cái cổ thì bự như cổ trâu vậy đó. Nói đầu cổ ta gì sống cho điều đổi đó. Đó, giờ mong muốn thay đổi vậy thôi đúng không? Dạ. Đừng có nói trên đầu trên cổ nữa, lúc nào phải để cho ảnh thoải mái à, thoải mái này kia nọ đó. Rồi á là gọi là bớt cầm ràm đi đúng không? Về là mình phải sexy nè, mình phải này kia nọ đó. Cái đó chưa thấy á. Đây đêm nay. Thôi thì bây giờ anh chúc cho vợ chồng của Thắng với Tuyền ha. Các em sẽ đón nhận một tin vui. Không chỉ là một đứa mà là sinh đôi luôn. Được chưa? Nhớ báo tin nha, nhớ báo tin và nha. Quan trọng là vợ chồng luôn luôn yêu thương nhau, thấu hiểu nhau. Nhớ nha, nhớ báo nha. Dạ.